Ông anh, mình hai con của bà bác, người Thái Bình, xuống thăm dì ruột của mình. Dì thứ sáu là người dì cuối cùng của gia đình. Má với dì theo ông ngoại từ Thái Bình đi vào Sài Gòn từ năm 1930 mấy đó các bạn. Cách đây là 80 năm rồi. Thất lạc gia đình, thất lạc tới 2004, coi như là 70 năm mới tìm lại được nhau các bạn. Nhờ công đoàn bưu điện Việt Nam á, chỗ mình công tác á, nhờ tìm. Ông anh này là con của người bác đó, người bác gọi là bác, là chị của mẹ gọi là bác, trong Nam thì gọi là dì đó. Còn đây là người áo đỏ là dì sáu của mình, là em của má, má mình thứ tư đó. Bây giờ người anh này thì sống ở Kiên Giang, còn ở ngoài Thái Bình là còn ba người anh nữa, hai người anh và một người chị. 70 năm sau mới gặp lại, Tết gặp nhau. Đây là chị. Thái Bình của mình là đông. Anh hai, ở ngoài mình ngoài đó là Đông Hưng, Đông Quang đúng không? Đông Hưng. Đông Quang là trước đi, nhưng bây giờ nó là Đông Hải rồi. Đông Hải. Đông Hải Quỳnh Phụ rồi. Đông Hải Quỳnh Phụ. Là huyện Quỳnh Phụ. Huyện Quỳnh Phụ. Vậy là huyện Đông Hưng là bỏ rồi. Từ năm 60 đến bây giờ là mang tên là Đông Hải huyện Quỳnh Phụ rồi. Còn từ năm 59 trở về trước là Đông Quang, Đông Hưng. Đông Hải, Đông Quang, Đông Hưng, Thái Bình. Mà khi mà ông bà sống ở cái đất đó là Đông Quang, Đông Hưng, Thái Bình. Hello nha, đây là bạn dì ruột mà ba nhà nha, hội tụ đủ ở đây hết rồi đó, của ba nhà. Nhưng mà đến năm 59 thôi, năm 60 là bắt đầu chuyển đổi về cái huyện khác rồi, mới rồi. Dạ, sai rồi. Từ năm 60 là con biết rồi, lúc đó con lớn rồi con biết rồi. Là từ năm 1960 là đổi về xã Đông Hải, huyện Bình Phụ, tỉnh Thái Bình. Chứ còn từ năm 59 về trước là xã Đông Quang, huyện Đông Quang, Đông Hưng, Thái Bình. Vậy mà giờ cái tên Đông Hưng, Đông Quang là dẹp luôn rồi? Không, Đông Quang thì không còn, mà Đông Hưng thì vẫn còn, huyện Đông Hưng vẫn còn. Huyện Đông Hưng vẫn còn, nhưng mà cái huyện Đông Quang trước là nó bỏ rồi. Nó nhỏ mà nó bỏ. Rồi cái phần của mình là Đông Hưng, Đông Quang bây giờ cắt qua thành Quỳnh Phụ. À, Quỳnh Phụ rồi. Tức là nó chuyển về huyện Quỳnh Phụ rồi. Rồi, ok. Để em hỏi, để em biết. Từ khi năm 2006 mà gia đình gặp nhau đoàn tụ đến bây giờ 2006 đấy. 2004 anh. Tháng 6 năm 2004 nhớ. Nhưng mà có điều là à đâu. 2004 em đi công tác Hà Nội một tháng là 2003, tháng 9 2003 em đi. Tháng 9 2003 để tới tháng 2004. Thế mà gì theo không biết trời đất xuôi chứ sao mà mẹ con mới mất được có 6 tháng rồi. Nếu mà biết sớm mà coi như mấy đứa nó cũng 6 tháng. Đến bây giờ vẫn còn giữ cái làng Lệ Bảo, vẫn còn giữ cái địa danh đó, nhưng mà nó khác huyện, khác xã. Làng Lệ Bảo, xã Hương Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình. Nhưng mà bây giờ chỉ còn giữ lại là làng Lệ Bảo, xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Nó khác từ năm 60 bây giờ là như vậy. Rồi, để con chụp nè. Rồi, chia sẻ với các bạn đầu năm nha. Cô mời xích vô đi, anh hai xích vô chút luôn. Đừng đưa ra tới Hà Nội. Cô mời gom vô một chút. Rồi, đó anh hai xích vô một chút anh hai. Rồi, 2, 3. Rồi, đó chụp rồi. Rồi, chúc mừng năm mới. Hai cái mạng này con đưa gần gần chứ con đừng có đưa xa nha con.
nhà thì có xe nhưng mà hôm nay không đi xe nhà, phải đi xe người ta thôi. Thì bây giờ giúp người ta để cho người ta quyết định cái. Chứ cái đứa con gái Úc thì nó cũng có xe rồi, nhưng mà à, thôi. Xa quá, chăm chạy. Xa quá, xa quá, mà chạy thì không được. Thuê cái xe khác. Chia sẻ với các bạn một vài hình ảnh gia đình đầu năm. Thái Bình, Rạch Giá, Sài Gòn, Gò Công Đông gặp nhau.